Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Gà Bài. Chúc anh chị và các bạn luôn luôn học hành và làm việc hiệu quả nha anh chị nhé. Đấy, học ngoại ngữ hiệu quả. Thì như thường lệ thôi, hôm nay chủ đề liên quan đến ngoại ngữ thế là ví dụ ở Barcelona, thành phố rất là lớn ở Tây Ban Nha. Barcelona đấy. Đấy, thì họ sẽ nói tiếng gì? Nói tiếng gì đấy? Thì khi nhắc đến Barcelona thì chúng ta nghĩ ngay đến cái sân vận động rất là nổi tiếng là Camp Nou. Camp Nou. Đấy. Với thiên tài bóng đá là Leo Messi đúng không? Đấy. Thì anh Leo Messi này anh có nói được tiếng của Barcelona không? Thế ngày thì từ đầu tôi sẽ đi về tiếng người Barcelona thì người ta sẽ nói tiếng gì? Vùng Catalonia này. Đấy. Thì ở Tây Ban Nha thì thường thường người ta sẽ nói tiếng Tây Ban Nha đúng rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì đặc thù ở cái vùng thành phố Barcelona là người ta sẽ nói tiếng Catalan đấy. Mà tôi cũng gặp rất nhiều người Barcelona rồi. Họ sẽ nói tiếng Catalan một phần rồi. Bên cạnh đó họ sẽ nói được tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha thì trong tiếng Tây Ban Nha sẽ nói là tiếng Espanol hoặc là Castellano đấy. Thì họ sẽ nói được Catalan và Castellano, họ sẽ có gọi là tiếng dân tộc của họ đấy. Họ cái tiếng thứ nhất của họ là tiếng Catalan. Kiểu như ở Việt Nam ta thì rất nhiều có 54 dân tộc thì một trong rất nhiều trong số dân tộc đó họ sẽ có tiếng của họ, ví dụ tiếng Mường, tiếng Mông ấy, đấy. Và bên cạnh đó họ có những người người ta sẽ nói được cả tiếng Kinh nữa. Thì là như ở Barcelona cũng vậy thôi. Họ nói tiếng Catalan và họ nói tiếng Spanish có nghĩa tiếng Tây Ban Nha trong tiếng Anh đấy. Còn trong tiếng Tây Ban Nha Espanol và Castellano. Đấy. Vùng Catalonia người ta sẽ nói tiếng Catalan. Đấy. Thế còn Messi thì anh có nói được tiếng Catalan không, thì tôi gặp rất nhiều người Barcelona tôi hỏi là Messi thì anh có nói được tiếng Catalan không, thì rất nhiều người trả lời là họ anh ấy không nói được, anh chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha thôi. Vì sao Messi nói được tiếng Tây Ban Nha? Vì đơn giản là Argentina ở vùng Nam Mỹ thì họ nói tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù là cái accent khác nhau nhé, mặc dù cái giọng nó khác nhau, nhưng về cơ bản là không có vấn đề gì khi anh Messi anh hòa nhập vào Barcelona. Vì bản chất là họ đều nói tiếng Tây Ban Nha hết, đều nói tiếng Tây Ban Nha hết. Nhưng mà tôi hỏi thì là rất nhiều người thì Messi thì không nói được tiếng Catalan. Thế ở câu lạc bộ Barcelona Club, FC Club thì những cầu thủ nào nói được tiếng Catalan? Thì ngày xưa thì có Xavi Hernandez này, Iniesta. Và bây giờ thì có cả Sergio Busquets hay là Jordi Alba, cầu thủ chạy cánh trái đấy. Đấy. Rồi là Gerard Piqué, trung vệ thép ngày xưa đá cho MU, bây giờ đá cho Barcelona cũng nói được tiếng Catalan. Đấy. Và bên cạnh đó là anh còn nói được cả tiếng Tây Ban Nha nhé, Catalan ở Tây Ban Nha. Thì tôi cũng hỏi là những người mà tôi đã gặp ở vùng Barcelona này thì là họ cũng rất là muốn là họ cũng kể là họ cũng muốn là muốn độc lập đấy, độc lập có nghĩa là họ muốn tách ra khỏi Tây Ban Nha thành một cái đất nước mới như Monaco đấy, Monaco ở Pháp. Nhưng mà ở Monaco ở Pháp thì gọi là xứ Monaco, xứ công quốc chứ cũng chưa gọi là một quốc gia độc lập, nhưng mà gọi là xứ đó. Đấy, thì là thành phố Barcelona này là cũng là một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất của châu Tây Ban Nha và châu Âu, và họ cũng muốn tách ra khỏi Tây Ban Nha. Nhưng về cơ bản thì Madrid họ không cho tách ra. Đấy. Nói chung là chính trị rất là phức tạp ở cái quốc gia này. Nhưng về cơ bản là không tách ra được. Đấy. Và rất nổi tiếng về cái vũ điệu Flamenco, cái vũ điệu nhảy ấy, Flamenco. Người Barcelona rất là, nói chung là cũng rất là đặc biệt. Về thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai là bóng đá. Họ có một gọi là cái fan cuồng, gọi là có một cái gọi là niềm đam mê cổ vũ bóng đá, chơi bóng đá rất là lớn. Thì ở Tây Ban Nha thì hai câu lạc bộ nổi tiếng bậc nhất thì vẫn là Real Madrid và là Barcelona, vẫn là kình địch rất là nhiều năm. Thì mấy năm trở lại đây thì có cái đội là Atlético Madrid được dẫn dắt bởi Diego Simeone đúng không? Cũng một huấn luyện viên rất nổi tiếng ở Argentina. Đấy. Thì hiện tại La Liga thì có ba đội này nổi tiếng nhất thôi. Bên cạnh đó thì cả Athletic Bilbao, rồi là Granada, rồi là Valencia. Đấy. Thì bên cạnh đó ở đây cũng có nhiều cái vùng kiểu như xứ Basque hay là Valencia, họ cũng sẽ có những cái thứ tiếng đặc trưng của họ. Xứ Basque ở trong tiếng Anh gọi là Basco đấy. Đấy, nhưng xứ Basque thì họ cũng sẽ có thứ tiếng của họ và họ cũng nói được tiếng Tây Ban Nha. Mà tôi cũng đã từng gặp những người ở vùng xứ Basque này rồi, Đấy. Thì hôm nay làm cái video ngắn gọn đơn giản trong đó về cái thành phố Barcelona này là họ nói tiếng gì và anh Messi còn nói được tiếng Catalan không. Thì là đơn giản là ở Barcelona thì họ có tiếng của họ nói tiếng Catalan. Tiếng Catalan này thì nó cũng một nhánh của, cũng là một cái thuộc hệ Latin. Đấy. Có rất nhiều từ vựng ở tiếng Catalan giống tiếng Tây Ban Nha,
đọc lai lái đi nhưng mà rất nhiều từ vựng rất là giống đấy. Còn thứ hai là Messi là không nói được tiếng Catalan nhưng mà Messi nói được tiếng Tây Ban Nha là thứ tiếng mẹ đẻ, vì ngày xưa Argentina thì nói tiếng Tây Ban Nha đơn giản là Tây Ban Nha xâm lược đô hộ cái vùng Nam Mỹ đó, Argentina thì thuộc Nam Mỹ thì anh nói được, thì trừ mỗi cái Brazil thì bị xâm lược bởi Bồ Đào Nha thì họ nói tiếng Bồ, và có một cái nước nữa là Suriname thì phải, Suriname thì đô hộ bởi Anh Hà Lan ấy, thì họ nói tiếng Anh hoặc Hà Lan đấy, một trong hai nước đó, và một cái quốc gia nữa tôi quên mất rồi, nhưng về cơ bản 80% 90% ở Nam Mỹ họ sẽ nói tiếng Tây Ban Nha, còn một cái vùng lớn nhất của Tây Ban vùng Nam Mỹ là tiếng Bồ Brazil thì họ sẽ nói tiếng Bồ Đào Nha, cái vùng rộng nhất Nam Mỹ đấy có sông Amazon là Brazil, họ sẽ nói tiếng Bồ Đào Nha, còn cơ bản là họ nói tiếng Tây Ban Nha. À, chính vì lý do đó mà anh Messi này anh hòa nhập rất là tốt. Vì sao hòa nhập rất tốt? Vì thứ đầu tiên là có thứ tiếng, ngôn ngữ không có rào cản gì, vì nói tiếng Tây Ban Nha của Argentina, còn tiếng Tây Ban Nha ở Tây Ban Nha, mặc dù sẽ có những cái gọi là từ vựng hay những từ lóng hay những thành ngữ khác nhau, nhưng về tiếng Tây Ban Nha cơ bản thì họ không có rào cản, thì họ khi họ trao đổi ngôn ngữ, trao đổi thông tin, giao lưu nói chuyện đấy. Thế còn là Xavi, rồi là Iniesta, rồi là Alba, Busquets, Pique thì là nói tiếng Catalan. Đấy, đấy chính vì lý do đó mà tôi rất thích thích xem bóng đá. Thực ra bóng đá nó cho tôi rất nhiều thông tin về, thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai là văn hóa, thứ ba là địa lý của những thành phố của những quốc gia ở châu Âu nói riêng, và là những quốc gia ở thành phố của những thế giới nói chung, và rất thích địa lý, rất thích địa lý đấy. Đấy là Messi, Leo Messi đúng không? Barcelona, FC Barcelona Club đấy. Thế còn một cái thông tin nữa của Barcelona là người ta hay gọi Barcelona là culé. Culé, culé có nghĩa là gì? Culé có nghĩa là cái mông này, cái mông này. Tôi nghe người ta kể là rất nhiều fan cuồng người ta vào sân Camp Nou người ta xem bóng đá ấy, thì nhiều khi là không có chỗ mà xem, thế họ ngồi trên ở những cái bậc tường cao quá, thế họ ngồi họ lòi cả cái mông ra đấy, thì gọi là le culé có nghĩa là cái mông, gọi là những cái mông của những khán giả cuồng, những khán giả yêu thích bóng đá của xứ sở Catalan, người ta vào người ta xem bóng đá đấy, thế mới bắt đầu là có cái từ là le culé đấy, le culé là những cái fan của Barcelona đấy. Thế còn Real Madrid là cần cần trắng này chị nó là thủ đô thì gồm hai câu lạc bộ rất nổi tiếng là Real Madrid và là Atletico Madrid, thì là họ sẽ có những gọi là những cái derby thành Madrid đấy, derby thành Madrid đấy. Thế còn Barcelona với cả Real Madrid thì gọi là siêu kinh điển đấy. Thế chúc anh chị là học hành hiệu quả anh chị nhá.